cho x y thọ mạng 2x cộng 1 phần 5 bằng 3x trừ 2 phần 7 bằng 2x cộng 3y trừ 1 phần 6x tìm x y. Khi để giải quyết bài này các bạn nhớ giúp Lợ kiến thức đó là a phần b bằng c phần d. Thì tử cộng tử thì là a cộng c phần mẫu cộng mẫu. À, được chưa? Nhớ kiến thức này. Vậy ta nhìn nè, tử này cộng tử này thì có phải bằng thằng này không ạ? Đó, vậy ta áp dụng cái kiến thức đó. 2x cộng 1 phần 5 bằng 3y. Viết cái này và cái này trước. Chia 7 bằng lấy tử cộng tử thì ra là 2x cộng 3y trừ 1 phần lấy mẫu cộng mẫu, vậy ra là 5 cộng 7 bằng và cho nó bằng thằng này 2x cộng 3y trừ 1 phần 6y. Được chưa? Rồi, hai phân số bằng nhau mà tử bằng tử nè thì cho thấy mẫu nó phải bằng mẫu. Vậy từ đây suy ra 6x bằng đây ra 10, 12. Nhân chuyển qua thành chia thì x bằng 12 chia 6 được 2. Có x bằng 2 ta thế vào đây. Vậy là 2 nhân 2 cộng 1 phần 5 bằng thằng này 3y trừ 2 phần 7. Tính ra thì nó bằng 1. Vậy suy ra viết thằng này trước nha các bạn. 3y trừ 2 chia 7 bằng 1. Chia chuyển qua thành nhân vậy ta có 3y trừ 2 bằng 7. Trừ chuyển qua thành cộng 3y 7 cộng 2 được 9. Nhân chuyển qua thành chia vậy là y bằng 9 chia 3 được 3. Có x có y và ta kết luận